Chào các bạn, câu anh nhân điện hỏi tôi một câu hỏi đó rằng: nhờ anh tư vấn giúp, nhà chủ cũ tôi mua có cái giếng và khi tôi mua về có đập thành giếng sửa lại nền nhà bếp. Xin anh tư vấn giúp là bây giờ nên xử lý thế nào cho hợp phong thủy. Cảm ơn. Có một anh nhắn hỏi tôi một câu hỏi về chủ đề cái giếng đúng không ạ? Có nghĩa là khi mà chúng ta mua một cái nhà đúng không ạ, thì chúng ta phát hiện là chủ cũ là có một cái giếng. Đấy, tuy nhiên là anh này thì cái trước kia thì cái thành giếng thì nó bị cao hơn cái nền khoảng 20 phân. Thì sau đó anh muốn đập bớt cái thành giếng đi và để anh ấy làm cho nó phẳng nền. Đấy, thì anh hỏi là quy trình như thế nào. Thực ra là cái câu chuyện này khi mà chúng ta có một cái giếng trong nhà ấy, nhưng mà chúng ta vẫn đang dùng nhá, thì nó sẽ không bị ảnh hưởng như là cái việc của chúng ta lấp một cái giếng. Các bạn cần phân biệt rõ là trong những video trước tôi đã chia sẻ rất là kỹ cho các bạn hiểu về cái nguyên lý của nó rồi. Ví dụ như có một cái giếng như thế này, khi mà chúng ta ví dụ như là có một cái giếng như thế này đi, có một cái giếng như thế này, có nghĩa khi mà chúng ta không biết mà chúng ta vô tình chúng ta đậy, chúng ta lấp, thì bản thân là khi mà chúng ta đào cái giếng của mảnh nước nó sẽ tạo nên cái trường khí dương đúng không ạ? Có trường khí dương mà chúng ta vô tình không biết nó đậy nắp lại, đậy như này thì nó sẽ tạo thành bế khí, bởi vì khí dương không thoát được mà. Nó tạo thành bế khí và nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều đến những người mà ở trong cái căn nhà đó. Đặc biệt là nếu như giếng ở trong phòng ngủ ấy, sẽ ảnh hưởng rất là nhiều đến bệnh, mà thường xuyên là sẽ bệnh về liên quan đến vấn đề ung thư, rất là nặng, thường xuyên ốm đau. Đấy, trong cái trường hợp mà cái giếng ở nhà mà đang dùng ấy, thì nó sẽ không bị ảnh hưởng như là cái trường hợp lớp giếng. Đấy, ngoài ra thì tôi tư vấn cho anh là để mà chắc chắn thì anh có thể là làm thêm một cái đường ống nhựa, ví dụ như phi 90 này, hoặc là phi 110, chúng ta dẫn khí thêm để nó thoát khí ra. Có nghĩa là nó sẽ có một cái đường ống để mà thoát khí, tức là không bị bế khí. Đấy, nó không tạo thành âm khí. Đấy, tôi đã tư vấn cho anh thêm là nếu mà tiện mà sửa ấy, thì anh sẽ có thể là làm thêm một cái đường ống nữa để mà dẫn khí nó thoát ra ngoài. Đấy, thì trong cái trường hợp mà chúng ta, khi mà chúng ta hiểu, chúng ta biết cách để mà xử lý một cái vấn đề thì nó sẽ rất là đơn giản, nó rất là dễ dàng. Tuy nhiên nếu như chúng ta không biết quy trình, chúng ta không biết làm thế nào mà chúng ta cứ làm một cách theo cảm tính ấy, thì đến lúc mà nó sẽ xảy ra rất là nhiều những cái vấn đề nọ, vấn đề kia. Có rất là nhiều người cãi rằng là nhà tôi lỗi này. Ví dụ nhá, có rất là nhiều người khi mà tôi tư vấn ấy bảo là nhà bạn có các ngọn chiếu vào ấy, thì bạn nên hóa giải đi. Tuy nhiên là có những người họ cãi rằng là nhà tôi ở đây từ năm này qua năm khác có làm sao đâu. Thì tôi nhấn mạnh với bạn rằng ấy, có thể hiện tại nó chưa làm sao, tuy nhiên là tại thời điểm nhá, có rất là nhiều những cái trường khí xấu nó cộng hưởng, ngày giờ tháng và năm có trường khí xấu nó đáo tính cái phương vị đó, thì nó sẽ cộng hưởng thành một cái rất là xấu, nó ảnh hưởng cực kỳ mạnh đến cái phong thủy của các bạn, ảnh hưởng trực tiếp đến những người trong cái căn nhà đó. Đây là một trong những cái sự việc mà các bạn cần phải lưu ý. Tức là phong thủy của chúng ta khi chúng ta biết trước và chúng ta phải đón đầu nó hóa giải, chứ tránh để cái trường hợp là nó xảy ra rồi đúng không ạ? Tôi lấy ví dụ như là bây giờ bạn bảo rằng là 100.000 đi là số tiền rất là nhỏ đúng không? Tuy nhiên là khi mà rất là người mà ta đứng ra người ta kêu gọi từ thiện ấy, thì rất là nhiều người cùng từ thiện, cùng đóng góp 100.000 thì nó để tạo lên số tiền hàng trăm triệu, hàng tỷ đồng, thậm chí hàng chục tỷ đồng đúng không? Có nghĩa là khi mà hội tụ lại những yếu tố nhỏ nó cộng hưởng lại thì nó sẽ thành một cái yếu tố rất là lớn, cũng như là trong cái lỗi phạm về phong thủy cũng vậy. Khi mà nó cộng hưởng rất là nhiều những cái lỗi mà sát khí đến thì nó sẽ tác động rất là nhiều đến phong thủy. Vì vậy chúng ta nên hóa giải sớm. Đấy, thì nhân tiện đây tôi chia sẻ với các bạn cái câu chuyện như vậy. Thì cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi video trong ngày hôm nay và xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong những video chia sẻ tiếp theo.